Việt Nam nói đã kiểm soát được tình hình gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sau khi xác định được một danh sách các nhóm hàng nước ngoài giả xuất xứ từ Việt Nam, khiến kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến trong thời gian qua. Tổng cục Hải quan Việt Nam ngày 6 tháng 7 nói, có vấn đề lợi dụng xuất xứ Việt Nam nhằm lợi dụng ưu đãi thuế quan của Việt Nam được hưởng đối với các nước ký kết hiệp định thương mại. Việt Nam ký nhiều hiệp định thương mại ưu đãi thuế quan với các nước trên thế giới, trong đó có hiệp định quan hệ thương mại Việt-Mỹ. Gần đây, Bộ Thương mại Mỹ nhiều lần mở các cuộc điều tra hàng Việt Nam có dùng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, trong lúc Việt Nam cũng phải điều tra các vụ hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam được xuất sang thị trường Mỹ. Trang web của chính phủ Việt Nam từng dẫn lời các quan chức cho biết các công ty Trung Quốc xuất hàng sang Việt Nam, sau đó thay bao bì và ghi Made in Việt Nam trước khi bán sang Mỹ, Nhật hay châu Âu để tránh mức thuế cao đánh vào hàng Trung Quốc. Theo Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc, thì Tổng cục Hải quan Việt Nam bước đầu đã kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng các hiệp định thương mại ưu đãi thuế quan Việt Nam ký với các nước, đặc biệt là Mỹ, để thực hiện hành vi vi phạm xuất xứ Việt Nam, làm ảnh hưởng tới các cam kết của Việt Nam với các nước.